Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Canada cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và với nền kinh tế phát triển cao nên là rất cần nhân lực, chính phủ Canada thì luôn tạo điều kiện cho các lao động trí thức có tay nghề, có trình độ nộp đơn xin định cư Canada theo nhiều diện khác nhau, như là diện lao động có trình độ, diện kinh doanh, diện đầu tư, diện do các tỉnh chỉ định, v.v. Và điều đặc biệt tại Canada là mỗi tỉnh bang đều có những chính sách định cư rất riêng, trong đó nổi bật là Manitoba. Nơi đây thì có nhiều chính sách hấp dẫn nhất trong phát triển kinh tế, phát triển lực lượng lao động quốc tế thông qua giáo dục và khuyến khích nhập cư. Bên cạnh đó thì là một trong ba tỉnh bang nằm ở trung tâm của Canada. Manitoba là tỉnh bang có nền giáo dục đẳng cấp thế giới, với chi phí cạnh tranh và điều kiện kinh tế không thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới, được chính phủ đài thọ hoàn toàn. Và tại Manitoba thì có trên 700 tổ chức hỗ trợ cho công dân mới và dân nhập cư. Đây cũng là tỉnh bang có mức sinh hoạt phí thấp hơn so với những khu vực khác ở Canada. Bên cạnh đó thì Manitoba cũng là tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Canada. Theo dự đoán thì đến năm 2020, tỉnh bang này sẽ có thêm khoảng 254.000 công việc mới, chưa bao gồm ở các công việc cũ cần người thay thế do người lao động nghỉ hưu hoặc là nghỉ việc. Do vậy mà chính quyền ở Manitoba thường xuyên đưa ra rất nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích định cư cho sinh viên quốc tế. Đây là một tin vui cho các bạn du học sinh quốc tế nói chung và cho các bạn học sinh Việt Nam nói riêng đang muốn sống và làm việc tại Canada. Và những chính sách ưu đãi đặc biệt của tỉnh Manitoba dành cho sinh viên quốc tế như sau. Đầu tiên là miễn phí hoàn toàn bảo hiểm y tế. Đây là chính sách đặc biệt nhất và có giá trị nhất dành cho sinh viên quốc tế tại Manitoba. Các du học sinh hoàn toàn có thể yên tâm về việc sức khỏe sẽ được chăm sóc và đảm bảo tốt nhất trong quá trình học tập của mình. Và tất cả các dịch vụ y tế bao gồm khám chữa bệnh như là cảm cúm, nhức đầu hay là phẫu thuật v.v. đều được chính phủ Manitoba chi trả. Về vấn đề thứ hai là được hoàn trả 60% học phí, tối đa lên tới 25.000 đô Canada. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp và làm việc tại Canada, học phí mà sinh viên đã đóng cho trường sẽ được chính phủ thông qua cơ quan thuế Canada hoàn lại dần qua các năm sống và làm việc có khai thuế thu nhập ở Manitoba. Trong số tiền được hoàn trả tương đương 60% học phí có thể đạt được lên mức tối đa là 25.000 đô Canada, khoảng 500 triệu Việt Nam đồng. Trong thời gian hoàn trả kéo dài tối thiểu là 6 năm. Thậm chí là nếu trong thời gian học tập, sinh viên đã đi làm thêm, chính quyền sẽ bắt đầu hoàn trả học phí, tối đa là 5% và có thể lên đến là 5.000 đô Canada, gần 100 triệu đồng để rút ngắn thời gian hoàn tiền sau tốt nghiệp. Đây có thể xem là chính sách nổi bật nhất của chính quyền tỉnh bang trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực và khai thác chất xám từ nguồn sinh viên quốc tế. Và vấn đề thứ ba là cho phép ở lại làm việc lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp các chương trình học cao đẳng, đại học hoặc là sau đại học tại Manitoba, thì tỉnh bang này cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên tới là 3 năm. Đây là chính sách cho phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp có thời hạn dài nhất so với các quốc gia có chương trình khuyến khích nhập cư tương tự. Và thứ tư là định cư sau tốt nghiệp 6 tháng không còn xét điểm. Đây là chính sách định cư được áp dụng chỉ duy nhất với sinh viên quốc tế học tập tại các trường thuộc tỉnh bang Manitoba. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu 6 tháng tại Manitoba, thì sinh viên quốc tế có quyền nộp đơn xin định cư. Và chương trình của tỉnh bang Manitoba này thì không cần người bảo lãnh, không cần dựa vào hệ thống tính điểm. Và tiếp theo sau đó là làm thêm, không cần xin giấy phép làm việc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, thì theo luật mới, tất cả sinh viên đã được cấp thị thực du học tại Canada nói chung và Manitoba nói riêng sẽ được phép đi làm thêm tối đa là 20 giờ một tuần trong quá trình học tập hoặc là toàn thời gian trong các kỳ nghỉ mà không cần phải nộp đơn xin giấy phép làm việc ngoài trường học. Và sinh viên có thể làm việc ngay khi bắt đầu học chứ không cần phải đợi 6 tháng sau ngày nhập học như là trước đây. Và điều kiện yêu cầu là sinh viên không cần phải tham gia các chương trình học có cấp bằng kéo dài tối thiểu là 6 tháng như đại học, cao đẳng hoặc là chứng chỉ từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada.
Và mọi thắc mắc về vấn đề trên thì bạn có thể tham khảo thêm tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Canada thì bạn vui lòng gọi về số 0838484879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm để gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Sept Polytechnique. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Sept Polytechnique. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.